mở rộng quan học, khoa cử cải chế, hủy bỏ quyền quý tước vị, miễn trừ thế gia đặc quyền, phổ biến đồng dụng biến pháp, còn dụng tại dân. Nếu như không phải trước đó biết được, Lý Nặc còn tưởng rằng bọn hắn nói chính là phụ thân. Hữu Tướng biến pháp nội dung cùng phụ thân bọn hắn năm đó chủ trương, cơ hồ giống nhau như đúc. Không, Hữu Tướng biến pháp so phụ thân bọn hắn còn sớm 20 năm. Phải nói, phụ thân bọn hắn biến pháp chỉ là năm đó Hữu Tướng biến pháp kế thừa nếu bọn hắn có đồng dạng biến pháp chủ trương hữu tướng năm đó vì sao muốn phản đối bọn hắn vấn đề này chỉ sợ chỉ có hữu tướng mình biết rồi lý nặc quen thuộc hai thế giới lịch sử bọn hắn muốn biến pháp những nội dung này xúc động quyền quý cùng thế gia căn bản lợi ích chỉ dựa vào một chút quan viên đi hô khẩu hiệu là không thể nào thành công đại hạ tình huống lại có chỗ khác biệt mấy đại thế gia ở trên vùng đất này sừng sững ngàn năm bọn hắn nếu là liên thủ có thể làm cho đại hạ thay đổi triều đại cho dù là hoàng gia cũng không có cách nào chạm đến bọn hắn căn bản. Chính quyền tạo ra từ báng súng, muốn cải biến hiện trạng này chỉ có thể thông qua bạo lực cách mạng. Đáng tiếc, trước mắt đại hạ không ai có thể cách thế gia mệnh. Lục đại thế gia có bảy vị đệ lục cảnh, phàm là có người muốn đối với thế gia khởi sướng khiêu chiến, chỉ sợ vừa mới lộ ra manh mối liền sẽ bị tiện tay đè chết. Bất quá những cái kia có can đảm khiêu chiến bọn hắn dũng sĩ, hay là rất đáng được kính nể. Cùng lắm thì chết. Đây cũng là nho ra quan viên thụ vạn chúng kính yêu nguyên nhân. Lý Nặc làm không được nho ra dạng này vô tư, hắn lo liệu lớn bao nhiêu năng lực, mua khống chuyện đại sự, nếu như hắn là đệ thất cảnh, hắn có thể đè xuống thế gia cùng quyền quý đầu biến pháp, để bách tính vượt qua tốt hơn thời gian. Nhưng ở này trước đó, hy sinh vô ích người nhà lại cái gì cũng không cải biến được, là hắn tuyệt đối không có khả năng đi làm sự tình. Đối với hữu tướng trước đó hành động, Lý Nặc trừ bội phục, không có gì đáng nói. Đứng tại chính hắn góc độ hắn chỉ muốn hảo hảo phá án tăng lên thực lực mình đồng thời cũng có thể vì bách tính làm vài việc đối với hữu tướng trở ngại hắn cũng không tán thành cẩn thận suy nghĩ biến pháp tựa hồ là một cái chuyển hướng hữu tướng cũng tốt phụ thân cũng tốt trải qua biến pháp thất bại đằng sau đều giống như biến thành người khác một lát sau lý nặc rời đi hồng lư tự là đi hình bộ tiền nhiệm làm chuẩn bị giờ phút này đại lý tự bên trong thanh niên áo đen đi vào một tòa nha phòng nhìn thấy thuần vương cùng lý huyền tĩnh đang đánh cờ đã mở ra miệng lại nhắm lại lý huyền tĩnh rơi xuống một con cờ hỏi chuyện gì thanh niên áo đen nhìn một chút thuần vương thuần vương sừng sốt một chút ý thức được hắn ý tứ đằng sau lúc này giận dữ nói hỗn tiểu tử ngươi có ý tứ gì bản vương chẳng lẽ là ngoại nhân sao có lời gì không thể làm bản vương nói lý huyền tĩnh nói không sao nói đi thanh niên áo đen lúc này mới nói bẩm đại nhân Minh kính ty đang tra Đông Phương Bác lúc tra được một cái đầu mối mới. Thuần Vương hỏi Đông Phương Bác là ai. Thanh niên áo đen giải thích nói Lương Quốc sứ quán một án bên trong giết chết Lương Quốc nhị vương tử muốn châm ngòi đại hạ cùng Lương quốc quan hệ thủ phạm thật phía sau màn. Thuần Vương cầm bốc lên một con cờ một bên suy nghĩ bên dưới ở nơi nào vừa nói a à, người nói thanh niên áo đen tiếp tục nói chúng ta tra được Đông Phương Bác ra cảnh bần hàn hắn sở dĩ có thể đi vào thư viện học tập lục nghệ là bởi vì có người một mực tại phía sau yên lặng giúp đỡ hắn người giúp đỡ hắn tên là trương hiền hắn từng tại triều làm quan quan đến hộ bộ lang trung sau chủ động từ quan thoái ẩn giúp đỡ qua không ít nơi đó dân nghèo tử đệ đông phương bác phụng hắn là ân sư thuần vương hỏi cái này trương hiền có vấn đề sao hắn tham triều đình bạc thanh niên áo đen đầu tiên là nhìn lý huyền tĩnh một chút sau đó nói trương hiền không có vấn đề chỉ bất quá đông phương bác ân sư là trương hiền trương hiền ân sư là đương triều hữu tướng. Thuần Vương căn bản không có nghe được cái gì, Lý Huyền Tĩnh đánh cờ động tác lại có chút dừng lại. Sau đó mà nói, hắn không biết nên không nên nói, thế là lại nhìn Thuần Vương một chút. Thuần Vương tức giận đứng người lên, chỉ vào hắn nói, có lời cứ nói có dám thì phóng, ngươi còn dám nhìn bản vương, tin hay không bản vương đánh ngươi. Gặp Lý Huyền Tĩnh không có ngăn cản, thanh niên áo đen đành phải nói ra, thuộc hạ hoài nghi, lương quốc sứ quán một án, là hữu tướng tại phía sau màn điều khiển, loại chuyện này một lần là trùng hợp hai lần liền tất nhiên không phải thuần vương ngạc nhiên nhìn xem thanh niên áo đen hỏi ngươi có biết hay không tự ngươi nói cái gì đây chính là phản quốc hữu tướng là đệ ngũ cảnh đại nho hắn sẽ phản quốc nói ra không chỉ có không có người sẽ tin nói câu nói này người cũng sẽ bị xem như là kẻ ngu không khách khí nói liền xem như phụ hoàng phản bội đại hạ đệ ngũ cảnh đại nho cũng sẽ không phản bội đại hạ khi hắn nhìn về phía lý huyền tĩnh lúc vẫn không khỏi khẽ giật mình, khó có thể tin mà hỏi. Hắn, hắn nói không phải là thật sao? Lý huyền tĩnh nói, vừa rồi những lời này, điện hạ liền xem như không có nghe được. Thuần vương ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn nghe được lại có thể thế nào? Không người nào dám đi thăm dò để ngũ cảnh đại nho, trừ thần tín nhiệm hắn, bách tính kính yêu hắn. Chính là phụ hoàng đều được tôn trọng hắn, ai dám công kích hắn, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công, dù là người này là thiên tử hữu tướng sẽ phản quốc tựa như là có người nói huyền tĩnh sẽ phản bội hắn đồng dạng buồn cười hắn nhìn về phía thanh niên áo đen nói ra bản vương đề nghị các ngươi cố gắng điều tra thêm ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó lễ bộ động tác rất nhanh ngày thứ ba mới quan phục liền đưa tới quan phục là sáng sớm đưa tới lý nặc buổi chiều liền đến hình bộ nhậm chức đối với hình bộ hắn nhưng so sánh lễ bộ cùng hồng lư tự quen thuộc nhiều liền ngay cả hắn nha phòng cũng là lúc trước an bình chiếm lấy gian kia hết thảy đều là quen thuộc như vậy thoải mái tựa ở bao vây lấy nệm êm trên ghế có loại về nhà một dạng cảm giác nguyên hình bộ lang trung đã lên tới ngự sử đài ngự sử đài đồng dạng có thể tu pháp ra mà lại được người tôn kính lý nặc cũng không có gì có lỗi với hắn hình bộ thị lang cùng hình bộ thượng thư lý nặc trước kia đều gặp nhưng là không quá quen về sau cơ hội giao thiệp thì sẽ nhiều hơn một chút các nơi đưa đến hình bộ hồ sơ sẽ trước đưa đến lý nặc nơi này hắn xét duyệt một lần sau đó đệ trình thị lang thượng thư đóng dấu, ở tù đến đây liền sẽ có hiệu lực, tội đầy cùng tử hình, thì phải tiến một bước đệ trình đại lý tự. Bây giờ chính vào cuối năm, các nơi hồ sơ đều tập hợp đến hình bộ, kho công văn hồ sơ trồng chất như núi. Đối với hình bộ những quan viên khác mà nói, đây là một kiện nhức đầu sự tình, cơ hồ mỗi ngày đều không có khả năng đúng hạn hạ nhà. Bất quá đối với Lý Nạc tới nói, hắn ước gì có thẩm không hết hồ sơ, ngày kế, đóng dấu dùng tay cũng tê rồi. Trở thành hình bộ lang trung đằng sau, hắn liền có được chân chính mà còn chỉnh quyền chấp pháp. Tuổi thọ tăng trưởng tốc độ, rõ ràng muốn sau so khi đó không có thân phận thời điểm nhanh hơn nhiều. Vẹn vẹn cả ngày hôm nay, tuổi thọ liền tăng lên vượt qua 300 ngày. Khi ngọn đèn tuôn ra hoa đèn, trên bàn lại không hồ sơ, Lý Nặc mới buông xuống con dấu, vuốt vuốt chua xót cổ tay. Chỉ dùng nửa ngày, hình bộ những ngày này trồng chất như núi hồ sơ, tất cả đều bị hắn xử lý xong. Không biết là tu vi tăng lên nguyên nhân, hay là chức quan xứng đôi nguyên nhân, pháp điển năng lực cũng có tăng lên rất nhiều. Chỉ cần đắp lên con dấu, coi như tuổi thọ tăng lên không đủ một ngày, hắn cũng có thể trực tiếp cảm giác được tu vi biến hóa. Đến đệ tứ cảnh, loại này ở tù vụ án nhỏ, đối với tu vi tăng lên cùng giảm xuống quá nhỏ, cho dù là tự mình qua tay làm cũng không có cách nào cảm giác được loại này yếu ớt biến hóa. Nhưng pháp điển tựa hồ đem yếu ớt biến hóa, phóng đại vô số lần. Nhưng phàm là phán quyết có vấn đề, sẽ dẫn đến tu vi rớt xuống, lý nặc đều đánh xuống phúc thẩm, tu vi tăng lên nói rõ phán quyết không sai đặt ở một bên khác ngày mai đệ trình thị lang cùng thượng thư trung thẩm hắn đứng người lên duỗi lưng một cái xương cốt toàn thân phát ra canh kết tiếng vang đi ra hình bộ lúc mặt trăng đã thăng rất cao hai bóng người các loại ở ngoài hình bộ ngồi sổm ở bên cạnh xe ngựa rút thuốc lá sợi là phòng gác cổng lão hoàng tựa ở hình bộ cửa ra vào nhìn mặt trăng là y nhân đã trễ thế như vậy lão hoàng tới đón hắn rất bình thường y nhân thế mà cũng đến đây lý nặc có chút ngoài ý muốn tống y nhân chủ động giải thích nói các nàng không yên lòng ngươi để cho ta tới nhìn xem lý nặc cũng không có nói thêm cái gì lên xe ngựa nói ra về nhà đi ngồi ở trên xe ngựa lý nặc thỉnh thoảng nhìn một chút đối diện y nhân hai ngày này y nhân giống như cùng trước kia có chút không giống nhau lắm trừ luyện công bên ngoài luôn luôn tại lý nặc trước mắt lai động bất quá lai động liền lai động đi mỗi ngày tại trước mắt hắn lai động dù sao cũng so muốn gặp một lần không đến tốt Y nhân tu vi Tại cố gắng của nàng phía dưới Trong khoảng thời gian gần nhất này Có thể nói tiến triển cực nhanh Nương tử bởi vì mang thai Chỉ ít một năm không có khả năng tu hành Một năm này thời gian Y nhân tu vi sợ rằng sẽ vượt qua nàng Tống y nhân tựa ở trên buồng xe Ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt một vòng lý nặc Cái kia coi bói nói nàng muốn Chủ động xuất thủ Nàng làm sao chủ động xuất thủ đâu Ba ngày lúc ở nhà Tống gia nhân cùng Lý An Ninh đều tại. Giờ phút này ngược lại là chỉ có hai người, nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tống gia nhân cùng Lý An Ninh đều mang thai, nàng lúc này thừa lúc vắng mà vào, luôn cảm thấy có chút không đạo đức. Mặc dù hắn vốn là hẳn là trưởng phu của mình, nhưng nàng đã tiếp nhận hắn hiện tại là người khác tướng công hiện thực. Ai, nếu như trong nhà chỉ có hai người bọn họ liền tốt. Ngày thứ hai, đi hình bộ trước đó, Lý nặc trước bàn giao ngô quản gia một ít chuyện lúc buổi sáng lại có một chút hồ sơ đưa tới lý nặc rất nhanh liền xử lý tốt thời gian còn lại lại có chút không có việc gì giữa trưa về nhà ăn cơm trưa xong lý nặc tại thư phòng đọc sách ngô quản gia đi tới lý nặc không kịp chờ đợi hỏi cha được chưa so với phổ thông bản án hay là dính đến quyền quý cùng quan viên bản án thu hoạch lớn hơn mà tới được hình bộ đằng sau hắn rốt cục có xử trí thất phẩm phía dưới phạm quan tư cách ngô quản gia lắc đầu nói ra kinh kỳ thất phẩm trở xuống phạm phải trọng tội quan viên đều bị lão ra giết thất phẩm trở lên quan viên cũng không phải không có cách nào hình bộ trước tiên có thể vạch tội đợi đến hắn xuống trước đằng sau lại cha lý nặc nghĩ nghĩ hỏi thất phẩm trở lên đâu ngô quản gia tiếp tục lắc đầu nói ra cũng bị lão ra giết lý nặc chưa từ bỏ ý định hỏi quyền quý đâu quyền quý mặc dù có đặc quyền nhưng dùng đặc quyền cũng là cần trả giá thật lớn hàng tước một lần liền có thể thiếu truyền một đời coi như là sau này bách tính tích đức. Ngô quản gia bất đắc dĩ giang tay ra nói ra. Trường An đáng giết quyền quý. Tại lần trước Đông Cung án lúc liền bị lão ra giết sạch, còn lại đều không có nhược điểm gì. Tâm tâm niệm niệm điều đến hình bộ, chỉ bận rộn nửa ngày, Lý Nặc liền triệt để rảnh rỗi. Không chỉ có hắn rảnh rỗi, thậm chí mang theo toàn bộ hình bộ đều nhàn rỗi. Các nơi tập hợp đi lên hồ sơ, một mình hắn liền có thể giải quyết. Trường An trị an tốt đẹp, ngày bình thường cũng không có gì trọng án yếu án. Lý Nạc thậm chí bắt chước trước đó, đem công đường bày tại hình bộ bên ngoài, nhưng cũng không có mấy cái bách tính đến kêu oan. Cũng không phải là bách tính có oan không dám rũi, là bọn hắn thật không có oan. Bởi vì lúc trước Ngọc Âm các sự kiện, đại lý tự liên hợp hình bộ cùng kinh kỳ địa phương quan nhà, triển khai một trận quét đen trừ ác chuyên hạng đấu tranh, Trường An cùng Trường An chung quanh Du Côn ác bá đều bị đả kích thanh trừ. Nên ngồi tù ngồi tù, nên lưu vong lưu vong, nên chém thủ chém đầu có ô dù, ngay cả bọn hắn ô dù cùng một chỗ xử lý. Lần hành động này cũng không phải là duy nhất một lần, mà là sớm đã trạng thái bình thường hóa tiếp tục hóa, trải qua một năm sửa trị, kinh kỳ xã hội tập tục sớm đã hoàn toàn biến dạng. Lý Nạc lúc đầu muốn tra một chút tham quan ô lại. Làm sao trải qua lần trước đông cung án, kinh triệu doãn vừa chết, hán vương vây cánh giải tán, kinh kỳ trung đê tầng quan viên, đã bị huyết tẩy một lần. Tam tỉnh lục bộ cao cấp quan viên đồng dạng chết không ít, không chết cũng nhận liên lụy, bị bãi quan miễn chức về phần quyền quý mấy tháng này bọn hắn chết thì chết trốn thì trốn còn sót lại không nhiều cũng đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế ngay cả cửa đều rất ít ra lý nặc cũng không thể vô duyên vô cớ tìm bọn họ để gây sự mà lại gần nửa tháng bên ngoài rời quyền lực và trách nhiệm còn tại không ngừng biến nhiều cơ hồ mỗi ngày đều có quyền quý nâng nhà thoát đi trường an toàn bộ quyền quý vòng tròn lòng người bàng hoàng cũng là không phải đại lý tự lại có cái gì động tác mà là gần nhất nửa tháng phát sinh mới lên nhằm vào quyền quý án mạng. Mới đầu chỉ là một vị tử tước ngộ hại. Hình bộ phụng mệnh tra án, Lý Nặc cũng đi hiện trường nhìn, nhưng cũng không có tra ra kết quả gì. Về sau, dần dần có bá tước, hầu tước ngộ hại, trường an các quyền quý triệt để luống cuống. Trước đó đại lý tự giết những quyền quý kia, chí ít còn có lý do, nhưng gần nhất mấy ngày người đã chết, đều là gặp chuyện bỏ mình, rõ ràng là có người tại có mục đích tính săn giết quyền quý. Các quyền quý đều chảy hoàng tộc huyết mạch, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, căn bản nghĩ không ra vậy mà lại có người đem đồ đao vươn hướng bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao dâng thư, muốn triều đình tra rõ án này. Ba tỉnh cũng hoàn toàn chính xác đối với chuyện này rất xem trọng, lệnh cưỡng chế đại lý tự cùng hình bộ nhất định phải bắt được hung thủ. Nhưng loại này không đầu không đuôi bản án, dù là lý nặc có pháp điển cũng tra không ra một chút manh mối. Vì tránh họa, còn sót lại các quyền quý cũng bắt đầu đại quy mô thoát đi trường an. Hôm nay cả một cái buổi sáng, hình bộ đều không có mới hồ sơ cũng không có bản án mới, Lý Nặc buổi chiều dứt khoát cáo nửa ngày giả. Cùng tại hình bộ không có việc gì, còn không bằng ở nhà nhiều bồi bồi nương tử cùng an ninh. Tu pháp ra không giống tu võ đạo, không bột đố gột nên hồ, không có bản án lại thế nào cố gắng cũng vô dụng. Sớm biết mà nói, lúc trước liền để phụ thân chừa cho hắn điểm công trạng. Nhiều người như vậy, cứ như vậy tùy tiện giết, thật sự là lãng phí à. Ninh tâm viên bên trong, Lý Nặc vừa mới cho an ninh cùng gia nhân gảy một hồi đàn, đây là hai tên nữ y yêu cầu mang thai trong lúc đó nghe một chút âm nhạc êm dịu có trợ giúp dưỡng thai các nàng vốn là muốn xin mời trong cung nhạc sư có lý nạc tại đương nhiên cũng không cần mời người khác gần nhất lý nạc cũng không thư giãn võ đạo hắn đã có thể ẩn ẩn cảm nhận được nội tức bình cảnh đang định biết luyện công ngô quản gia đi tới nói ra thiếu gia bên ngoài có hai người nói là muốn gặp thiếu gia lý nạc hỏi người nào ngô quản gia nói bọn hắn nói bọn hắn là triệu quốc sứ thần Lý Nạc sừng sốt một chút, triệu quốc sứ thần tìm hắn làm cái gì. Hắn hiện tại đã không phải là hồng lư tự thừa lại nói, các quốc gia sứ giả có chuyện gì cũng hẳn là đi hồng lư tự, mà không phải hắn tư nhân phủ đệ. Trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng hắn hay là quyết định đi xem một chút. Dù sao triệu quốc sứ thần thân phận, hay là đáng giá coi trọng. Cùng là ngũ đại vương triều một trong, triệu quốc cùng đại hạ quan hệ xem như tương đối thân mật một cái, mấy trăm năm qua, hai nước hợp tác mật thiết, vẫn luôn là hữu hảo lân bang. Đại Hạ cùng triệu quốc thực lực tại ngũ đại trong vương triều thuộc về dựa vào sau hai cái chỉ có bão đoàn sưởi ấm mới không còn bị mặt khác ba cái đại quốc chiếm đoạt. Dù sao các đại vương triều đều là nghĩ đến nhất thống thiên hạ làm đại lục kia duy nhất bá chủ. Một khi thế cục có biến làm thực lực yếu nhất hai nước tất nhiên là trước hết nhất bị thôn tính đối tượng. Ninh Tâm viên cửa ra vào liền có một cái chuyên môn dùng để tiếp khách gian phòng. Lý Nặc lại tới đây lúc đã có hai bóng người trong phòng chờ đợi. Hai người một già một trẻ một nam một nữ ban đầu là lý nặc tự mình tiếp đãi bọn hắn đối với hai người này có chút ấn tượng lão giả kia là triệu quốc sứ đoàn người dẫn đội nữ tử này thì là triệu quốc sứ đoàn sứ giả một trong đối với triệu quốc sứ đoàn lý nặc ấn tượng muốn càng thêm khắc sâu một chút bởi vì triệu quốc trong sứ đoàn có mấy vị nữ quan tại triệu quốc cho phép nữ tử nhập sĩ đây là triệu quốc cùng mặt khác mấy đại vương triều một cái rõ ràng khác biệt lão giả đối với lý nặc chắp tay nói ra vị đại nhân này chúng ta lại gặp mặt. Lý Nặc xin mời hai người tọa hạ, để ngô quản gia ngâm một bình trà, sau đó mới nói, không biết hai vị sứ giả tìm bản quan chuyện gì. Lý Nặc cũng không có nói, hắn đã không đảm nhiệm nữa hồng lưu tự thừa, tuy nói hắn đã rời đi hồng lưu tự. Nhưng đối mặt nước bạn sứ thần, nếu như bọn hắn có nhu cầu gì, hắn cũng có thể thay chuyển đạt hồng lưu tự. Lão giả mỉm cười cũng không có chính diện trả lời vấn đề của hắn, mà chỉ nói, quả nhiên là anh hùng gia thiếu ngày đó tại trung thư nhọn thế, giận dữ mắng mỏ đương triều hữu tướng, thật sự là làm cho bọn ta kính nể. Lý Nặc nhớ tới, ngày đó tại trung thư tỉnh trong viện, tựa như là đứng đấy mấy người. Hắn khoát tay áo, khách khí nói, quá khen, quá khen. Lão giả cười nói, một chút cũng chưa từng có thưởng, đại nhân tại sứ quán phá án thời điểm, lão phu cũng ở tại chỗ có đại nhân dạng này năng thần, thật sự là đại hạ triều đình chi phúc. Lý Nặc khách xào nói, chỗ nào, chỗ nào. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, hai vị này triệu quốc sứ giả tới tìm hắn, khẳng định không phải chuyên đến lấy lòng hắn, Lý Nặc đang chờ bọn hắn chính mình nói ra mục đích. Quả nhiên, đang nói xong câu nói này đằng sau, lão giả kia tiếng nói nhất chuyển, nói ra, giống đại nhân nhân tài như vậy, đại hạ triều đình hẳn là trọng dụng mới là không nghĩ tới bọn hắn chẳng những không trọng dụng. Còn khắp nơi chèn ép đại nhân, đại nhân lập xuống đại công như vậy cũng chỉ là bình điều, chính là chúng ta ngoại nhân cũng có chút nhì không được. Lý Nặc nhấp một ngụm trà. Nhìn xem nhìn xem, hữu tướng hành động, liền ngay cả người ta nước bạn đều nhìn không được. Cửa hàng đã đầy đủ, lão giả thuận thế nói ra, theo lão phu ý kiến, đại nhân dứt khoát đến chúng ta Triệu Quốc làm quan, lão phu cam đoan, ngươi tại Triệu Quốc tuyệt sẽ không nhận ủy khuất như vậy. Lý Nặc một miệng nước trà suýt nữa phun tới, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hai vị này Triệu Quốc sứ thần lại là đến đào góc tường. Lý Nặc đặt chén trà xuống, rất khách khí từ chối nói, thật có lỗi, bản quan tạm thời không có quyết định này thân nhân của hắn, bằng hữu, đều tại đại hạ, hắn làm sao có thể đi triệu quốc làm quan. Lại nói dày vò lâu như vậy, hắn thật vất vả mới ngồi xuống hình bộ lang trung vị trí, càng không lý do đi triệu quốc. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng vị kia xinh đẹp nữ quan mở miệng nói, vị đại nhân này khả năng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là để cho ngươi phản bội đại hạ, đại hạ cùng triệu quốc, thường xuyên sẽ lẫn nhau phái sứ giả. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi xứ triệu quốc, giúp chúng ta nửa năm. Lý Nạc khoát tay áo, nói ra thật có lỗi xinh đẹp nữ quan nói để báo đáp lại chúng ta có thể cho ngươi chấp trưởng triệu quốc hình bộ đại lý tự cùng tông chính tự một đoạn thời gian lý nặc đem câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào hình bộ đại lý tự tông chính tự cái này ba cái bộ môn trưởng quản tất cả hình luật chẳng lẽ có thể dưới chém gian thần trên chu quyền quý muốn phán ai liền phán ai đại hạ tham quan ô lại cả triều quyền quý đã bị phụ thân giết tuyệt tích hắn cái này hình bộ lang chung mỗi thiên nhàn không có khả năng lại nhàn so với đại hạ triệu quốc hiển nhiên là một mảnh còn chưa trải qua khai khẩn phí nhiêu thổ nhưỡng nếu như có thể đem những người này một mẻ hốt gọn đệ ngũ cảnh đều có thể à gặp lý nặc không có lập tức cự tuyệt nữ quan kia cũng không thúc giục hắn nói ra đại nhân không cần phải gấp gáp hồi phục không ngại lo lắng nhiều một chút thời gian đợi đến năm sau chúng ta lại đến bái phỏng nói xong hai người liền đứng dậy rời đi đi ra ninh tâm viên đằng sau lão giả kia hỏi Hắn chính là công tôn đại sư nói người kia sao. Xinh đẹp nữ quan lắc đầu, nói ra, kỳ thật, ta cũng không xác định. Lão giả hơi sững sờ, nói ra, nếu như không phải hắn, công tôn đại sư không phải chết vô ích. Xinh đẹp nữ quan bó lấy trên trán sợi tóc, nói ra, công tôn đại sư coi xong một quẻ kia đằng sau, liền thổ huyết mà vong, hắn chỉ nói là chúng ta muốn tìm người tại đại hạ, khi ta gặp được hắn thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Ninh tâm viên, Lý Nạc đi đến giữa hồ tiểu đình, lâm vào suy tư. Đại hạ triều đường bị phụ thân giết xuyên, đã không thích hợp tu hành pháp gia. Coi như một mực đợi tại hình bộ dựa theo tốc độ bình thường, hắn từ đệ tứ cảnh tu đến đệ ngũ cảnh, chí ít cần 10 năm trở lên. Muốn giống trước đó như thế đi đường tắt, cấp tốc phá cảnh, chỉ sợ chỉ có dễ vương cùng cung vương mưu phản, sau đó mang theo một đám vây cánh, thua ở trong tay hắn. Nhưng loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Pháp gia tại gặp được loại tình huống này lúc, hữu hiệu nhất phương pháp, chính là khác mưu chỗ hắn sớm nhất pháp gia chính là tại giữa các nước du tẩu tu hành nếu như lý nặc lẻ loi một mình ngược lại cũng thôi chỉ là nửa năm mà thôi gia nhân cùng an ninh vừa mới mang thai khẳng định không có khả năng cùng hắn cùng đi mang ý nghĩa bọn hắn muốn tách rời nửa năm nhưng nhanh chóng đột phá đệ ngũ cảnh cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu vô luận là tu hành võ đạo hay là chư tử các nhà đệ ngũ cảnh đều coi là bước vào cường giả chân chính hàng ngũ bây giờ lý nặc đối mặt đệ ngũ cảnh cường giả cơ hồ không có sức hoàn thủ. Lý Phủ hiện tại phong quang, chỉ là nhất thời, tương lai thế cục, ai cũng đoán trước không đến. Triều đình cục diện, khả năng trong một đêm đảo ngược, phụ thân cửu địch nhiều như thế, một khi phụ thân rơi đài, bọn hắn phải đối mặt, sẽ là vô cùng vô tận địch nhân. Lý Nặc không có khả năng một mực dựa vào phụ thân cùng các nương tử, hắn càng muốn trở thành hơn vì bọn nàng dựa vào. Triệu quốc cho hắn cung cấp một cái cơ hội. Cơ hội này, hắn không động tâm tự nhiên là không thể nào suy nghĩ một lát sau trong lòng của hắn đã có quyết định lúc này sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân lý nặc xoay người nhìn thấy gia nhân cùng an ninh dắt tay đi tới an ninh theo thói quen ngồi tại trên đùi của hắn hỏi đang suy nghĩ gì nhìn ngươi ở chỗ này ngẩn người một hồi lâu lý nặc trầm mặc một lát hay là đem chuyện nào nói cho các nàng giai nhân cùng an ninh sau khi nghe xong đối mắt nhìn nhau giai nhân nắm tay của hắn nói ra tường công đi làm chuyện ngươi muốn làm đi thiếp thân cùng an ninh sẽ chiếu cố tốt chính mình, không cần lo lắng cho bọn ta. An ninh đối với hắn cũng cười cười, nói ra, bất quá, ta cùng gia nhân tỷ tỷ không ở bên người ngươi, ngươi ở bên kia không có khả năng hái hoa ngắt cỏ, đừng đợi đến nửa năm sau lại cho chúng ta mang một cái hai muội muội trở về. Lý nặc tại trên chán nàng nhẹ nhàng gẩy một cái, hắn đi triệu quốc là làm đại sự, không phải đi tán gái. Đều do cái kia coi bói lão đầu, trong ngô quản gia nói cái gì hắn còn có vài đoạn mệnh định nhân duyên dẫn đến an ninh cách hai ngày đều sẽ đề ra nghi vấn hắn hai lần có hay không trêu chọc cái gì cô nương hỏi qua ý kiến của các nàng đằng sau lý nặc không sai biệt lắm đã có quyết định gia nhân cùng an ninh tại trường an có thể được đến nhất dốc lòng chiếu cố hoàn toàn chính xác không có gì đáng lo lắng nửa năm mà thôi nửa năm sau trở về còn kịp nhìn thấy con của hắn xuất sinh bất quá quyết định này hắn còn muốn cáo chi phụ thân đại lý tự lý nặc đi vào nha phòng thời điểm nhìn thấy phụ thân tại đọc qua hồ sơ thuần vương ngồi ở trong góc chính mình cùng mình đánh cờ một người chơi quên cả trời đất nhìn thấy lý nặc đi tới hắn lập tức vẫy vẫy tay nói ra ngươi tới vừa vặn tới bồi bản vương chơi vài ván cờ phụ thân không chỉ có là đại lý tự khanh còn trưởng quản lấy minh kính ti mỗi ngày muốn nhìn hồ sơ vô số kể lý nặc dù sao cũng không vội vã thế là ngồi xuống cùng thuần vương đánh cờ hắn trước kia đối với cờ vây chỉ là hiểu sơ mà thôi bình thường chỉ cùng mộ nhi bên dưới cờ ca rô. Lần này cùng thuần vương dưới thời điểm lại hết sức thuận buồm xuôi gió, Lý Nặc chính mình cũng thật bất ngờ. Cờ vây là đại lục chư quốc đều rất lưu hành một loại trò chơi, nhưng phàm là cái văn nhân, nhất định đều sẽ vài tay có thể là bắt nhiều người. Một lần dung hợp thời điểm, cờ vây trình độ thuận tiện cũng tăng lên, hắn cho tới giờ khác này mới phát hiện. Thuần vương nắm vuốt quân cờ, kinh ngạc nói, dưới không tệ à, đây cũng không phải là ngươi nói hiểu sơ, hai cha con các ngươi, thật sự là giống nhau như đúc khiêm tốn lý huyền tĩnh không biết lúc nào giúp xong trong tay sự tình đi đến lý nạc sau lưng nhìn xem hắn cùng thuần vương đánh cờ thừa dịp thuần vương suy tư thời gian lý nạc vừa vặn đem chuyện kia nói cho phụ thân lý huyền tĩnh còn không có nói cái gì thuần vương liền kinh ngạc nói cái gì ngươi muốn đi triệu quốc thật tốt đi triệu quốc làm cái gì lý nạc nói bằng vào tu vi hiện tại của ta triệu quốc càng thích hợp ta tu hành một lát sau Thuần Vương nhìn xem Lý Nặc rời đi bóng lưng, không hiểu hỏi Lý Huyền Tĩnh nói: "Ngươi sao có thể đáp ứng hắn đâu, Triệu Quốc cũng không phải Trường An, nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?" Lý Huyền Tĩnh tiếp tục lý Nặc vừa rồi ván cờ, nói ra: "Hai tử trưởng thành có ý nghĩ của mình cũng có con đường của mình muốn đi." Thuần Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, ung dung thở dài, biểu lộ có chút cảm khái. "Đạo lý là đạo lý này, nhưng đường cũng không thể đi loạn à. Lý Nặc đã có hai vị thế tử, lập tức sẽ có ba đứa hài tử." Nhà mình ra hỏa kia, mỗi ngày cửa lớn không ra nhị môn không bước, sẽ chỉ chơi đùa một đống đầu gỗ nát, liền ngay cả ban đêm đi ngủ, đều là ôm người gỗ ngủ. Thật không biết đống kia đầu gỗ nát có gì tốt, chẳng lẽ còn có thể sống sót, cho hắn sinh con hay sao? Trung thư tỉnh. Tới gần cuối năm, Trung thư tỉnh có chút bận rộn. Cuối năm thời điểm, các bộ tần ý nhiều hơn một chút, một phương diện khác. Đúng lúc gặp sứ giả đại hội cùng các quốc gia kinh tế và trong chính trị hợp tác cuối cùng đều được thông qua trung thư tỉnh đã định hôm nay bao quát trung thư xá nhân cùng trung thư thị lang ở bên trong trung thư tỉnh quan viên đều đặc biệt coi chừng bởi vì hữu tướng hôm nay tại trung thư tỉnh hữu tướng trên mặt nổi chức quan là thượng thư lệnh trưởng quản thượng thư tỉnh cùng lục bộ ngoài ra tả hữu nhị tướng còn quan sát chiều sự bất kỳ cái gì một bộ sự vụ bọn hắn đều có quyền lực nhúng tay hữu tướng thỉnh thoảng sẽ đến trung thư tỉnh nhìn một chút các bộ sổ con đồng thời nhìn xem trung thư xá nhân là như thế nào xử lý nếu là bắt được vị nào quan viên sơ hở vị quan viên kia tuyệt đối sẽ bị hắn huấn luyện không ngóc đầu lên được so với hòa ái tả tướng trung thư tỉnh quan viên tự nhiên càng sợ nghiêm khắc hữu tướng gian nào đó trong nha phòng đỗ vũ đứng tại hữu tướng sau lưng nơm nớp lo sợ hữu tướng hôm nay cha là hắn xử lý sổ con trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện có thể tuyệt đối đừng ra cái gì chỗ sơ xuất nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó ngay tại hắn tâm thần bất định bất an thời điểm nhìn thấy hữu tướng lông mày nhăn đứng lên đỗ vũ lập tức nhìn về phía phong tấu chương kia nhìn thoáng qua hắn liền nhớ lại đến phong kia là ngự sử đài một vị nào đó quan viên tuổi trẻ sổ con hắn hy vọng triều đình ra sân khấu chính lệnh hạn chế thế gia có khả năng có dụng đồng số lượng cũng đối bọn hắn có thể miễn thuế đồng dụng trên thiết lập hạn đối với loại này sổ con hắn từ trước đến nay đều là không cho thông qua đây cũng không phải là hắn một phong sổ con có thể chuyện quyết định vị quan viên kia cũng coi trọng trung thư tỉnh Trung thư tỉnh nào có năng lực quyết định những chuyện này. Bất quá, Hữu tướng cũng không có làm khó hắn, mà là đem quyển sổ con này nhận được trong tay áo. Tuy nói triều đình quy định, những sổ con này cuối cùng muốn thống nhất xử lý, không có khả năng một mình giữ lại xử trí, nhưng hắn nào dám uốn nắn Hữu tướng. Sau đó, Hữu tướng ánh mắt nhìn về phía một phần khác sổ con. Đỗ Vũ nhìn thoáng qua, thoáng thả lỏng trong lòng. Phong này là Hồng Lư tự sổ con dựa theo lệ cũ đại hạ hẳn là phái mới một nhóm sứ thần tiến về triệu quốc đại hạ cùng triệu quốc tương hỗ là nước bạn hai nước có rất nhiều xâm nhập hợp tác lẫn nhau điều động sứ thần cũng là nhiều nhất những sứ thần này đồng dạng hai năm một vòng đổi nhóm này sứ thần sắp về nước trung thư tỉnh muốn định ra mới một nhóm sứ thần danh sách hữu tướng quay đầu nhìn thoáng qua hỏi lần này đi sứ triệu quốc sứ giả danh sách nghĩ ra xong chưa đỗ vũ vội vàng nói hồi hữu tướng trước đó vài ngày đã để lại bộ nghĩ ra tốt hữu tướng nói đưa cho ta xem một chút đỗ vũ từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra một phần danh sách cung kính giao cho hữu tướng hữu tướng sau khi xem xong nâng bút ở trên giấy lại viết lên một hàng chữ nói ra cứ dựa theo phần danh sách này đi nói xong hắn liền đứng dậy rời đi đỗ vũ tiếp nhận danh sách ánh mắt đi lên đi cái kia một nhóm tươi mới vết mực là mấy cái cứng cáp chữ lớn hình bộ lang trung lý nặc đỗ vũ trong lòng thở dài quả nhiên hắn lần trước tại trung thư tỉnh giận đỗi hữu tướng để hữu tướng trước mặt mọi người mất mặt chuyện này làm sao có thể tùy tiện kết thúc đi sứ triệu quốc mặc dù không phải khổ gì việc phải làm ngược lại có thể tăng thêm lý lịch bình thường đi sứ kết thúc liền có thể lập tức lên chức nhưng trong một đoạn thời gian rất dài tại trường an sợ là không nhìn thấy hắn hữu tướng rời đi trung thư tỉnh trở lại thượng thư tỉnh hắn đi vào nha phòng đem trong tay áo tấu trương ném vào trong hỏa lô nhìn xem trong lò thiêu đốt lửa cháy hừng hực trầm giọng nói ra Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Trường An, nơi nào đó phủ đệ quyền quý. Lý Nặc nhìn xem trong viện hai bộ thi thể, lông mày nhăn đứng lên. Tối hôm qua, trong trường An Thành lại có một tên nhị đẳng hầu gặp chuyện, đồng thời bị giết, còn có con của hắn. Hai người đều là bị một kiếm đứt cổ, cùng trước đó gặp chuyện những quyền quý kia kiểu chết sống nhau. Ngắn ngủi trong nửa tháng, đây đã là lần thứ bảy quyền quý gặp chuyện án. Những vụ án này phía sau màn hung thủ, hẳn là cùng một người. Nhưng hình bộ đầu mối gì đều tra không được. Không chỉ có hình bộ, liền ngay cả đại lý tự, minh kính ti đều không thu hoạch được gì. Hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì, đây không phải phổ thông hung thủ có thể làm được, Lý Nặc suy đoán, hung thủ hẳn là có tông sư tu vi lấy những quyền quý này trong phủ lực lượng hộ vệ, tông sư muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Lâu như vậy đều không có bắt được hung thủ, quyền lực và trách nhiệm bọn họ đã đối với hình bộ cùng đại lý tự tuyệt vọng rồi. Đại lý tự bắt bọn họ thời điểm, không lưu tình chút nào. Cần bọn hắn vì chính mình làm việc thời điểm, liền tất cả đều thành hạng người vô năng. Quyền lực và trách nhiệm bọn họ chỉ có thể chính mình bảo vệ mình, không tiếc bỏ ra nhiều tiền thuê lợi hại hộ vệ khiến cho Trường An hộ vệ thuê giá cả tăng vọt. Những cái kia lợi hại hộ vệ rất nhanh liền bị người dự định đến một năm sau, tốn lại nhiều bạc cũng xin mời không đến. Lý Nặc không thu hoạch được gì trở lại hình bộ. Cũng không phải là hắn kỳ thị quyền quý, tiêu cực biếng nhác, loại này ngẫu nhiên án giết người, không có khả năng thông qua quan hệ nhân mạch loại bỏ người hiểm nghi, vốn là rất khó phá án. Tại hình bộ nha phòng ngồi không đầy một lát, liền có hai bóng người đi đến. Nhìn xem hai tên quan viên trong tay bưng lấy đồ vật, Lý Nặc liền biết ba tỉnh lại hạ chiếu. Bất quá, vượt qua hắn dự liệu là ba tỉnh lần này hạ chiếu cũng không phải là thúc hình bộ phá án. Phần chiếu thư này là nhằm vào Lý Nặc một người. Căn cứ trung thư tỉnh an bài, hắn cần tại năm sau đi theo đại hạ sứ đoàn đi sứ triệu quốc, đi sứ thời gian là hai năm, hai năm sau lại đi theo sứ đoàn về dài. Hắn tưởng rằng phụ thân an bài, hỏi qua phụ thân đằng sau, mới biết được không phải. Lần này đi sứ triệu quốc sứ đoàn danh sách, lúc đầu đã định tốt, tên Lý Nặc, là hữu tướng về sau tăng thêm. Trước đó hữu tướng vẫn chỉ là an bài hắn đi thanh nhàn nha môn, lần này ngược lại tốt, một phong chiếu lệnh cho hắn làm đến nước ngoài. Hắn nhất định rất phiền chính mình. Lúc chiều, Tống Chiết cùng Tô Thanh tới đây ninh tâm viên. Làm lại bộ thị lang, Lý Nặc điều động, hắn đương nhiên là biết đến hắn biểu lộ hơi có phức tạp nói ra lần trước tại trung thư tỉnh ngươi hay là quá vọng động rồi hữu tướng muốn đối phó ngươi có vô số loại phương pháp tại lý nạc không có phạm sai lầm tình huống dưới tể tướng xác thực không có khả năng quá chèn ép hắn tỉ như gọt quan xuống trước cái gì nhưng ở tể tướng trong phạm vi quyền lực hay là có rất nhiều làm khó biện pháp của hắn tỉ như đem hắn rời trường an trực tiếp để hắn đi xứ nước bạn đối với cái này ai cũng không thể nói cái gì Tô Thanh nhíu mày hỏi, chẳng lẽ liền không thể cự tuyệt sao? Tống Chiết lắc đầu, nói ra, triều đình an bài, không có cự tuyệt chỗ trống. Tô Thanh cả giận nói, bị người đến kêu đi hết, cái này phá quan, không làm cũng được. Tống Chiết chỉ có thể nói nói, kỳ thật đi sứ triệu quốc cũng không hẳn vậy là xấu sự tình, đi sứ đoạn trải qua này, tại trên lý lịch là rất thêm vinh dự đợi đến ngày sau hắn trở lại Trường An, lên chức sẽ càng thêm thuận lợi. Đối với đại hạ quan viên tới nói, đi sứ triệu quốc, nhưng thật ra là cái Mỹ xoa. Loại cơ hội này cũng không phải gì đó người đều có thể đến phiên. Sứ thần ở bên ngoài, không nhận triều đình quản thúc cũng không cần làm ra thành tích gì ở bên ngoài một năm tư lịch. Bù đắp được đại hạ 5 năm, trở về liền có thể thăng quan, so tại một cái chức vị bên trên chịu khổ tốt hơn nhiều. Bình thường, cơ hội như vậy đều là lưu cho những cái kia rất có bối cảnh con em thế gia, hắn bổ sung nói ra. Mà lại, tại triệu quốc cũng chưa chắc muốn đợi đủ hai năm, vượt qua cái một năm nửa năm lại tìm cái lý do đem hắn triệu hồi đến hẳn là rất nhanh có thể thăng chính tứ phẩm tô thanh còn muốn nói tiếp cái gì lý nặc cười nói không có chuyện gì vừa vặn ta cũng dự định đi triệu quốc một chuyến triều đình an bài chính hợp ý hắn đổ bớt đi chính hắn xin mời tống y nhân đứng tại cửa sân biểu lộ có chút ngạc nhiên hắn muốn đi triệu quốc còn vừa đi chính là một năm nửa năm lâu như vậy người đều đi nàng còn thế nào chủ động xuất thủ nàng nắm chặt trong tay kiếm trong lòng nổi giận cái kia coi bói ra hỏa có phải hay không đang gạt nàng nàng ghét nhất người khác lừa nàng nhất là đối với chuyện như thế này lừa nàng nàng xoay người bước nhanh ra ngoài đi đến nhạc phụ cùng nhạc mẫu đại nhân tới lý nặc vừa vặn hỏi nhạc phụ đại nhân một ít chuyện từ trong miệng hắn biết được hắn cùng phụ thân năm đó biến pháp đích thật là bắt chước hữu tướng hữu tướng vì thôi động biến pháp cả nhà chết chỉ còn lại có hắn một người lúc đó hữu tướng là nho ra quan viên trụ cột tinh thần bao quát hắn cùng phụ thân ở bên trong trong chiều quan viên đều đối với hữu tướng mười phần sùng kính. bất quá những năm này hữu tướng chính trị chủ trương phát sinh một chút biến hóa. hắn từ cấp tiến biến pháp phái biến thành bảo thủ phe gìn giữ cái đã có, không còn duy trì bất luận cái gì biến pháp. năm đó bọn hắn biến pháp hữu tướng vẫn luôn tại ngăn cản nhưng hắn không thể ngăn lại. thậm chí khi đó hữu tướng mấy tên đệ tử cũng cùng hắn mỗi người đi một ngả. về sau thảm án sau khi phát sinh hắn cùng phụ thân liền triệt để quyết liệt ở trên triều đình thường xuyên đối chọi gay gắt. Tô Thanh nghĩ đến một chuyện, hỏi, ngươi đi một mình địa phương xa như vậy, an toàn làm sao bây giờ, cái kia hữu tướng, sẽ không phải phái người đi ám sát ngươi đi. Tống Chiết lắc đầu, chắc chắn nói, điều đó không có khả năng. Hữu tướng mặc dù bất mãn Lý Huyền Tĩnh hành động, nhưng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Lý Nặc không có trả lời ngay. An toàn với hắn mà nói, đúng là một vấn đề. Tuy nói hôm nay Lý Nặc đã có được một chút sức tự vệ, nhưng cũng chỉ có thể ứng phó tông sư phía dưới. Tại Trường An, hắn còn mấy lần bị người ám sát, đến mấy ngàn dặm bên ngoài triệu quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, khẳng định không có trước cửa nhà an toàn. Bất quá, hai vị kia triệu quốc sứ thần đã có cầu ở hắn, tất nhiên cũng sẽ bảo hộ an toàn của hắn. An ninh nói ra, nếu không, ta và ngươi cùng đi. Lý Nạc còn chưa mở miệng, Tô Thanh liền quả quyết nói ra, không được, ngươi mang thai, không thể có một chút sơ suất. Giai nhân tu vi, đã không sai biệt lắm là đệ tứ cảnh đỉnh phong. Vợ chồng bọn họ bất luận một vị nào đều không phải là đối thủ của tông sư, nhưng hai người hợp lực, cho dù là đối mặt tông sư cũng có sức đánh một trận. Bất quá, an ninh không thể cùng hắn đi triệu quốc, gia nhân tự nhiên cũng không thể. Ngô quản gia chủ động nói ra, ta cùng thiếu gia đi triệu quốc đi. Tô Thanh lườm hắn một cái, nói ra, ngươi tay chân lẩm cẩm, đi có làm được cái gì. Ngô quản gia yên lặng cúi đầu xuống, âm thầm thở dài một tiếng, mới đi qua hơn một năm, hắn cũng chỉ có kéo thiếu gia chân sau phân nhì. Lão Hoàng thực lực ngược lại là đầy đủ, nhưng hắn đến lưu tại Trường An, bảo hộ hai vị thiếu phu nhân. Tô Thanh ánh mắt, bỗng nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Một bóng người, từ bên ngoài đi tới. Tống y nhân vừa mới đập giang hồ phiến tử kia sạp hàng, muốn về nàng bạc, nhưng như cũ nộ khí chưa tiêu. Lão gia hỏa kia, thế mà thừa nhận là lừa nàng. Thua thiệt nàng tin lâu như vậy, nếu như không phải xem ở niên kỷ của hắn lớn, Nàng nhất định sẽ đánh cho hắn một trận xuất khí. Nhân duyên đã đến là lừa nàng, phía sau những lời kia cũng là lừa nàng, nàng về sau cũng không bao giờ tin tưởng cái gì đoán mệnh. Nàng đi đến bên hồ, tiếp tục luyện kiếm, kiếm chiêu lăng lệ không gì sánh được, tựa hồ muốn đem tức giận trong lòng tất cả đều phát tiết ra ngoài một dạng. Tô Thanh đứng xa xa nhìn nàng, lẩm bẩm nói, trong khoảng thời gian này, y nhân tu vi lại có tăng lên không nhỏ à. Có lý nạc dạy bảo, nàng tu hành tốc độ, cần phải so với chính mình năm đó nhanh nhiều chỉ sợ không được bao lâu, thực lực của nàng liền đuổi kịp gia nhân. Tống y nhân luyện qua kiếm hậu, đang định tắm rửa, Tô Thanh đứng tại đỉnh giữa hồ chỗ, đối với nàng vẫy vẫy tay, nói ra, y nhân, ngươi qua đây. Nàng đi đến đỉnh giữa hồ, hỏi, mẹ, thế nào? Nghe xong Tô Thanh mà nói, nàng vô cùng ngạc nhiên, không xác thực tin hỏi, ta, cùng hắn cùng đi triệu quốc. Tô Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, một mình hắn đi triệu quốc, ta không yên lòng an toàn của hắn, lúc đầu tỷ tỷ ngươi cùng công chúa cùng hắn cùng đi tốt nhất nhưng các nàng mang thai không nên bồn bà nàng nhìn xem tống y nhân nói ra các ngươi cùng đi lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau lấy hai người các ngươi thực lực liền xem như gặp được tông sư cũng có sức tự vệ nếu như ngươi không nguyện ý mà nói ta lại an bài những người khác ta nguyện ý tống y nhân không chút suy nghĩ đáp ứng sau đó lại cảm thấy đáp ứng có chút nhanh thế là bổ sung nói ra ở nơi nào tu hành không phải tu hành dù sao ta tại trường an cũng đợi phiền đi địa phương khác chơi đùa cũng tốt tô thanh gõ gõ đầu của nàng nói ra nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ hắn không phải cho ngươi đi chơi một lát sau tống y nhân có chút ngượng ngùng một lần nữa đi ra ngoài nàng cảm thấy nàng hẳn là đem bạc trả lại cho cái kia coi bói lại thuận tiện cho hắn nói lời xin lỗi trường an đầu đường đoán mệnh lão giả ôm đầu núp ở góc tường run giọng nói ra ta cũng không dám lại lừa ngươi cô nương bớt giận cô nương bớt giận à không nghĩ tới lần này, vị nữ hiệp kia cũng không có đối với hắn làm cái gì, ngược lại đưa cho hắn một tấm ngân phiếu, nói ra, thật xin lỗi à, vừa rồi không nên nện ngươi sạp hàng, chút tiền ấy coi như là bồi thường. Thẳng đến nữ hiệp kia rời đi, lão giả nhìn xem trước mặt một tấm 100 một lượng ngân phiếu có chút hoài nghi tát mình một cái. Đau. Ngân phiếu cũng là thật cái này khiến hắn nhất thời lâm vào mê mang, đập hắn sạp hàng lại cho hắn nhiều như vậy bạc, đây cũng là náo cái nào ra. Tống Y Nhân ngâm nga bài hát trở lại Ninh Tâm Viên, tâm tình trước nay chưa có tốt. Lúc này, một căn phòng bên trong, Tô Thanh nhìn xem Tống Gia Nhân, nói ra: "Những người khác ta không yên lòng có y nhân tại, không chỉ có thể cam đoan an toàn, giữa bọn hắn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào?" Tống Gia Nhân nhẹ gật đầu, nói ra: "Như vậy cũng tốt." Một lát sau, Tô Thanh rời phòng. Nhìn xem ở bên hồ luyện công y nhân, trong nội tâm nàng khẽ thở dài. Làm mẹ chỉ có thể giúp nàng tới đây. Chuyện này, bởi vì nàng mà lên. Nếu không phải là nàng, y nhân hiện tại, phải cùng nàng người ưa thích hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, xứng đáng giai nhân, Liên đối với không dậy nổi y nhân, xứng đáng y nhân lại đối không dậy nổi giai nhân. Biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là để nàng bọn họ đều có thể tọa nguyện. An ninh công chúa một ngoại nhân, giai nhân còn có thể tiếp nhận, Hú chi là thân muội muội của nàng. Trong phòng, an ninh kéo giai nhân cánh tay, nói ra, hy vọng nàng có thể bắt lấy cơ hội lần này. Tống Y Nhân tâm tư, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu. Hiện tại Tống Y Nhân chính là nàng đã từng, cho nên nàng càng có thể trải nghiệm cảm thụ của nàng. Tống Gia Nhân tự nhiên cũng hiểu. Nàng đối với Y Nhân, từ đầu đến cuối ôm lấy hổ thẹn. Loại này hổ thẹn, tích lũy tháng ngày, càng ngày càng nhiều. Nhưng cho dù cùng tướng công lại thân mật có mấy lời, nàng cũng không tốt nói rõ lấy Y Nhân tính cách, dạng này ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ chốc lát sau, hai người ra khỏi phòng, đi vào bên hồ. An ninh nhìn về phía đang luyện kiếm Tống Y Nhân, hỏi, Y Nhân, nghe nói ngươi muốn đi triệu quốc. Tống Y Nhân cầm kiếm tay không khỏi lắc một cái có lẽ là trong lòng có quỷ. Trong khoảng thời gian này, đối mặt Tống Gia Nhân cùng Lý An ninh thời điểm, nàng luôn có chút cảm giác trột dạ. Nàng thu hồi kiếm, nói ra, mẹ nói cần phải có người đi triệu quốc bảo hộ hắn, các ngươi đều mang thai, ta có biện pháp nào. Lý An ninh vừa cười vừa nói, làm phiền ngươi tống y nhân phất phất tay nói ra dù sao ta cũng không có chuyện gì thuận tiện đi triệu quốc chơi một chút lý an ninh nhìn xem nàng hỏi ngươi đến lúc đó có thể hay không giúp chúng ta một chuyện tống y nhân hỏi giúp cái gì lý an ninh nói ngươi giúp chúng ta nhìn xem tướng công một chút đừng cho những cái kia không đứng đắn nữ nhân tiếp cận hắn ngươi cũng biết vị kia đại sư đoán mệnh nói mạng hắn bên trong còn có vài đoạn nhất định nhân duyên coi như đây là sự thực chúng ta lý ra cửa cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể tiến tống y nhân vỗ vỗ chính mình cũng không ngạo nhân ngực nói ra các ngươi yên tâm đi ta sẽ thật tốt nhìn xem hắn tuyệt sẽ không để hắn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ lý an ninh cười cười nói ra cám ơn tống y nhân không thèm để ý chút nào nói ra không khách khí bất quá suy nghĩ tỉ mỉ lý an ninh lời mới vừa nói trong nội tâm nàng hơi động một chút hỏi cái kia đoán mệnh tiên sinh nói cái gì các ngươi liền tin cái gì à?" Lý An Ninh bất đắc dĩ nói, hắn ngay cả gia nhân tỷ tỷ mang thai đều tính tới, tất nhiên là một vị chân chính âm dương gia, nếu như mệnh trung chú định tướng công còn có vài đoạn nhân duyên, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Tống Y nhân trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Lúc ăn cơm, Lý Nạc kinh ngạc nhìn về phía Y nhân, hỏi: "Ngươi cũng muốn đi Triệu Quốc?" Tống Y nhân để đũa xuống, hỏi: "Thế nào, ngươi không muốn để cho ta đi sao?" Lý Nặc phủ nhận nói: Sao lại thế? Y nhưng kiếm đạo tạo nghệ lại thêm tu vi, tông sư phía dưới cơ hồ đã vô địch. Đừng nói tông sư phía dưới, đơn thuần kiếm đạo liền xem như tông sư cũng còn kém rất rất xa nàng. Nếu như lại thêm Lý Nặc, võ đạo cùng pháp gia phối hợp gặp được tông sư cũng có thể có lực đánh một trận. Hai người hợp lực liền xem như giết không được tông sư, nhưng tông sư nhất thời cũng không làm gì được bọn họ. Mà tại ngũ đại vương triều quốc đô chỉ cần náo ra một điểm động tĩnh, không bao lâu liền sẽ hấp dẫn đến cấm vệ đến đây. Nếu như chỉ có Lý Nạc một người, trong lòng của hắn thật đúng là không chắc. Nhưng tăng thêm y nhân mà nói, liền cái gì đều không cần lo lắng. Nửa năm này, nàng có lẽ chính mình liền có thể đột phá đến tông sư. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất, chính là tông sư, hắn cũng không làm sao lo lắng đệ lục cảnh. Tại ngũ đại vương triều quốc đô, đệ lục cảnh cường giả, ngược lại không dám làm càn dứt bỏ những này, tại tha hương nơi đất khách quê người có thể có người trò chuyện cũng rất tốt. Buổi tối hôm nay, Lý Nặc là cùng gia nhân an ninh cùng một chỗ ngủ. Lập tức liền muốn rời đi, đương nhiên muốn chân quý trước khi rời đi mỗi một ngày. Đương nhiên, đây là đang Lý Nặc hướng cái kia hai tên nữ bảo hiểm y tế chứng, trừ chứ đi ngủ, tuyệt đối không làm sự tình khác đằng sau, nàng bọn họ mới đáp ứng. Trước khi ngủ, Lý Nặc tại bên cạnh bàn lại nhìn một hồi sách. Giống như y nhân, Lý Nặc gần nhất cũng đang nghiên cứu âm dương gia. Từ khi gia nhân mang thai đằng sau, Lý Nặc liền đối với Âm Dương Gia sinh ra hứng thú nồng hậu. Âm Dương Gia là chư gia bên trong thần bí nhất, không có cái thứ hai. Mặc kệ là võ giả hay là pháp gia nho gia, trên bản chất đều là hữu hình vật lý công kích, tung hoành gia có thể khống chế tư tưởng của người ta, liền coi như là tinh thần công kích, mà Âm Dương Gia năng lực càng là dính đến một cái cấp độ khác. Cường đại lại thần bí, đây là mọi người đối với Âm Dương Gia nhận biết. Căn bản không cần tính thực chất công kích, bọn hắn có thể cách không tức đoạt tuổi thọ của người khác trong chốc lát liền có thể để một người từ thiếu niên biến thành lão niên thậm chí trực tiếp chết giả trừ tước đoạt tuổi thọ có thể đoán trước còn chưa phát sinh sự tình là bọn hắn nhất bị người biết rõ năng lực tại lý nạc cùng gia nhân còn không có dắt tay thời điểm hắn liền dự đoán được con của bọn hắn sẽ là một đôi song bảo thai hắn kết luận lý nạc còn có mặt khác nhân duyên lúc lý nạc cùng an ninh mới vừa vặn nhận biết không lâu cái này khiến lý nạc có một loại nhân sinh của hắn tựa hồ đã sớm bị sớm kế hoạch xong cảm giác đương nhiên tất cả mọi người gặp được âm dương gia đều sẽ có loại cảm giác này. Bọn hắn không chỉ có thể chính xác dự đoán nhân duyên, dòng dõi, còn có thể biết được một người tuổi thọ. Tự hồ tất cả mọi người nhân sinh đều là sớm kế hoạch xong. Cho nên Lý Nạc rất muốn tìm một cái âm dương gia tính toán tuổi thọ của hắn, nhìn xem đến cùng là âm dương gia lợi hại hay là pháp điển thần kỳ. Đáng tiếc lão đầu kia không có cho hắn cơ hội. Ngoài ra âm dương gia thần bí còn thể hiện tại một điểm rất trọng yếu. Vô luận là võ đạo, pháp gia hay là nho gia, tung hoành gia cũng đã có đệ thất cảnh thánh nhân ghi chép, duy chỉ có âm dương gia không có. Âm dương gia nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến đệ lục cảnh. Trong truyền thuyết, những cái kia đột phá đến đệ thất cảnh âm dương gia đều không ngoại lệ, tại trong thời gian rất ngắn, đều ly kỳ biến mất. Mọi người phổ biến cho là âm dương gia bởi vì nhìn trộm quá nhiều thiên cơ, từ đó bị thiên khiển. Khi bọn hắn đột phá đến đệ thất cảnh thời điểm, khổng lồ thiên địa chi lực gia thân, đồng thời cũng mang đến thiên khiển, từ đó bị trực tiếp xóa đi. Lý Nặc Chính nhìn nhập thần lúc, An Ninh từ phía sau lưng nằm nhoài trên người hắn, hỏi: "Còn chưa ngủ sao?" Lý Nặc khép sách lại, nói ra: "Ngủ ngủ." An Ninh mắt nhìn quyển sách trên tay của hắn, đột nhiên hỏi: "Ngươi cũng tin mệnh số sao?" Lý Nặc từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, tự nhiên là không tin số mệnh. Nhưng một thế giới có một thế giới quy tắc. Khoa học ở thế giới này hiển nhiên là không hoàn toàn áp dụng, hắn mở miệng nói: "Nếu như mệnh số không tồn tại, liên sẽ không có âm dương ra an ninh liếc mắt nhìn hắn hỏi tướng công có ý tứ là ngươi còn có vài đoạn nhân duyên cũng là thật đúng không lý nặc ngữ khí trì trệ nói ngạch cái này an ninh mỉm cười nói ra yên tâm đi nếu là mệnh trung chú định ta cùng gia nhân tỷ tỷ cũng sẽ không trách ngươi bất quá nàng tốt nhất là ta cùng gia nhân tỷ tỷ đều quen thuộc người dạng này về sau ở chung cũng sẽ không kỳ quái lý nặc nhìn một chút nàng phát hiện nàng không giống như là nói đùa hắn lại nhìn phía giai nhân giai nhân cũng không có cái gì dị dạng biểu lộ nàng bọn họ đều quen thuộc người ở chung đứng lên sẽ không kỳ quái lý nặc nhìn xem nàng hỏi ngươi nói là phượng hoàng lý nặc nói ra phượng hoàng danh tự phát hiện an ninh cứ thế tại nơi đó giai nhân chỉnh lý giường chiếu động tác cũng có chút dừng lại cái này khiến hắn cũng mộng cho nên hắn đã nói sai có thể hai người các nàng đều quen thuộc ở chung đứng lên sẽ không kỳ quái trừ phượng hoàng bên ngoài còn có thể là ai cũng không thể là y nhân à lý nặc bỗng nhiên ý thức được cái gì ánh mắt lần nữa nhìn về phía an ninh cùng giai nhân không phải đâu các nàng nói chính là y nhân hắn nhìn về phía an ninh nói ra nghe ta nói một lát sau lý nặc ra khỏi phòng cửa phòng phịch một tiếng đóng lại hắn ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao trong lòng cảm thấy rất oan uổng các nàng có chuyện không nói rõ nhất định phải làm trò bí hiểm phượng hoàng cùng y nhân rõ ràng là phượng hoàng cùng các nàng quan hệ càng tốt hơn mặc cho ai đều sẽ trước tiên nghĩ đến phượng hoàng sao có thể trách hắn đâu lý nạc thở dài dự định đi thư phòng chịu đựng một đêm lúc nhìn thấy cách đó không xa bên hồ còn có bóng người dưới ánh trăng lắc lư hắn đi qua phát hiện là y nhân đang luyện công có lẽ là từ nhỏ bị yêu cầu nghiêm khắc đang luyện công phương diện y nhân muốn so giai nhân càng thêm cố gắng trước đó bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân giai nhân thực lực còn mạnh hơn nàng một chút nhưng bây giờ nàng đã nhanh muốn vượt qua tới lý nặc đi qua hỏi còn chưa ngủ y nhân quay đầu nhìn một chút hắn nói ra ta còn không khốn luyện thêm một hồi ngươi làm sao còn không ngủ nói là bị các nàng đuổi ra tỉnh lại khó tránh khỏi có chút mất mặt lý nặc ngồi ở bên hồ trên một băng ghế đá nói ra ta cũng không buồn ngủ đi ra vừa hay nhìn thấy ngươi ở chỗ này y nhân tiếp tục luyện kiếm lý nặc ngay tại một bên nhìn xem hắn đến thói quen cùng y nhân đơn độc ở chung dù sao tương lai nửa năm, tại xa xôi dị quốc cũng chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Tống y nhân quay đầu nhìn Lý nặc một chút, tiếp tục luyện kiếm. Kỳ thật lúc đầu, nàng nguyên bản định luyện qua cái này một lần liền trở về nghỉ ngơi. Bất quá giờ phút này, nàng lại cải biến chủ ý. Một mực bồi y nhân luyện công đến đã khuya, Lý nặc mới trở về phòng nghỉ ngơi, ngày thứ hai rời giường chậm một chút một chút. Bởi vì năm sau muốn đi sứ triệu quốc, tháng riêng 15 trước đó liền muốn rời khỏi Trường An, đại bộ phận quan viên vừa đi chính là hai năm triều đình cũng là thương cảm trước lúc rời đi cho bọn hắn thả một cái nghỉ dài hạn từ khi lý nạc nhập sĩ đằng sau thường thường liền sẽ thả một cái nghỉ dài hạn rửa mặt hoàn tất đằng sau đi ra cửa phòng nhìn thấy y nhân lại đang luyện công cố gắng của nàng trình độ để lý nạc bội phục không thôi đi lên trước hỏi các nàng đâu tống y nhân không có ngừng tay bên trên động tác nói ra các nàng ba cái ra ngoài dạo phố xem ra chuyện tối ngày hôm qua cũng không có ảnh hưởng đến các nàng cùng phượng hoàng quan hệ lý nặc hỏi ngươi tại sao không đi y nhân liếc mắt nhìn hắn nói ra ta không cố gắng luyện công làm sao bảo hộ ngươi lý nặc không nói gì thêm yên lặng tại nàng bên cạnh cách đó không xa cùng nàng cùng một chỗ luyện công đồng thời suy tư an ninh đêm qua nói lời nàng nói không phải phượng hoàng vậy cũng chỉ có thể là y nhân an ninh có ý tứ là thượng thiên an bài nhân duyên lớn nhất nếu hết thảy đều là ông trời chú định liền xem như hắn muốn cùng với y nhân, nàng cũng sẽ không phản. Gia nhân ngay lúc đó thái độ rất rõ ràng là ngầm thừa nhận. Hai người bọn họ làm trong nhà nữ chủ nhân, đều không có ý kiến gì mà nói, cái kia duy nhất trở ngại chính là nhạc mẫu đại nhân. Nhạc mẫu đại nhân thái độ đối với hắn, cùng vừa mới bắt đầu thời điểm so sánh, không thể nghi ngờ là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng muốn cưới nàng hai nữ nhi, không biết nàng có thể hay không đồng ý. Tống y nhân luyện qua một lần ngọc thanh kiếm pháp, đi đến lý nạc bên người nghi ngờ hỏi ngươi đang suy nghĩ gì hắn đã dơ kiếm ở chỗ này phát một hồi lâu ngây người lý nạc lấy lại tinh thần nói ra qua mấy ngày chính là giao thừa ngươi là muốn tại tống phủ qua hay là tại lý phủ qua tống y nhân hơi sững sờ nàng thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này trước đó mỗi một cái trừ ta đều là cùng mẫu thân cùng một chỗ qua cũng không có chỗ đặc biệt gì năm nay giao thừa theo lý nói là hẳn là tại tống phủ qua dù sao nàng cũng không phải lý phủ người nào nào có tại nhà khác ăn Tết đạo lý. Nhưng là hắn hỏi nàng lại là cái gì ý tứ? Hắn hy vọng mình tại lý ra sao? Tống y nhân trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói ra, ta, ta muốn đi hỏi một chút mẹ ta. Từ khi gia nhân mang thai về sau, Tô Thanh mỗi ngày đều sẽ đến ninh tâm viên. Nhìn thấy y nhân đi tới, một bộ tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại do do dự dự bộ dáng, thế là chủ động hỏi, thế nào? Mặt y nhân ấp a ấp úng hồi lâu, mới hỏi, do thừa thời điểm, ta muốn hay không về tống gia. Biết con gái không ai bằng mẹ, Tô Thanh nhìn nàng một cái, nhưng lại chưa cho nàng xác định trả lời, chỉ nói là, ngươi đã lớn lên, chính mình sự tình tự mình làm chủ, ngươi muốn tại chỗ nào ăn Tết ngay tại chỗ nào ăn Tết, muốn gả cho ai liền gả cho ai, chỉ cần ngươi nguyện ý, người khác ai cũng không xen vào. Tống y nhân có chút kinh ngạc, mẹ trước kia sự tình gì đều muốn trông coi chính mình, bây giờ lại đối với nàng càng ngày càng phóng túng. Cái này khiến nàng nhất thời rất khó thói quen. Còn có, cái gì gọi là muốn gả cho ai liền gả cho ai? Nàng quỷ thần xui khiến hỏi một câu, nếu như ta muốn gả người, đã thành thân đây. Vốn cho rằng mẫu thân sẽ tức giận, nàng đã làm chuẩn bị. Không nghĩ tới Tô Thanh biểu lộ không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói. Đó cũng là chính ngươi chọn, chỉ cần chính ngươi không hối hận là được rồi. Một lát sau, Tống Y Nhân hốt hoảng rời đi. Mẫu thân thái độ, hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước, nàng hoài nghi nàng có phải hay không là ám chỉ nàng. Bên hồ, Lý Nặc đang luyện công, không có khả năng tu pháp ra thời điểm, tu hành tu hành võ đạo cũng không tệ, võ đạo tu hành chậm là chậm điểm, cường thân kiện thể hiệu quả hay là rất rõ ràng. Một bóng người từ đằng xa đi tới, nhìn Lý Nặc một chút, nói ra, đi theo ta. Thoại âm buông xuống, nàng mũi chân điểm nhẹ, cả người liền bay qua mặt hồ, rơi vào trên đỉnh giữa hồ. Lý Nặc lại chỉ có thể đi trên hồ hành lang. Các nhà mỗi một cảnh năng lực cũng khác nhau, pháp gia đệ tứ cảnh mặc dù tại về mặt chiến lực, còn mạnh hơn qua cùng cảnh giới võ giả lại không thể giống đệ tứ cảnh võ giả một dạng bay tới bay lui hắn đi đến đỉnh giữa hồ nói ra nhạc mẫu đại nhân tô thanh quay người nhìn xem hắn hỏi ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng đối với y nhân trong lòng ngươi đến cùng là nghĩ thế nào a a à, cái gì à ngươi đến cùng có thích hay không y nhân nói không quanh co lòng vòng nàng thật đúng là không có chút nào quanh co lòng vòng ngay cả cho lý nạc một chút thời gian chuẩn bị đều không có bất quá hắn cũng xác thực không cần cái gì chuẩn bị. Lý Nặc nhẹ gật đầu. Phượng Hoàng nói không sai, không nói y nhân có tình có nghĩa, dù là chỉ vì nàng cùng gia nhân giống nhau như đúc, hắn đều khó có khả năng một chút không quan tâm nhìn xem nàng gả cho người khác. Mặc kệ nhạc mẫu đại nhân có đồng ý hay không, đây đều là sự thật. Tô Thanh nghe vậy cũng không có sinh khí, ngược lại thở phào một cái, nói ra, ta thừa nhận, chuyện này, sai lầm căn nguyên tại ta, nếu như không phải năm đó ta mang đi y nhân, sự tình cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Lý Nạc hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Tô Thanh tiếp tục nói, tất cả mọi người nhìn ra y nhân thích ngươi, các ngươi lúc đầu cũng hẳn là vợ chồng. Ta hy vọng ngươi có thế để cho y nhân hạnh phúc, nhưng cũng đừng tổn thương gia nhân, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Lý Nạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch. Nương tử bên kia, đã ám chỉ, thậm chí có thể nói là chỉ rõ. Bây giờ, nhạc mẫu đại nhân nơi này cũng không có bất kỳ trở ngại nào lúc trước hắn lo lắng tất cả vấn đề đều đã giải quyết tô thanh nhìn xem lý nặc hài lòng nhẹ gật đầu nói ra lần này đi triệu quốc là ta thật vất vả cho các ngươi sáng tạo cơ hội hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chắc đừng để ta thất vọng rời đi giữa hồ tiểu đình thời điểm lý nặc còn có chút giật mình đây coi như là phụng mệnh làm việc sao hắn thừa nhận trước kia đối với nhạc mẫu đại nhân thái độ là có chút không tốt tô thanh rời đi về sau tống y nhân thật nhanh chạy đến lý nặc bên người tò mò hỏi, mẹ ta mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì rồi? Những lời này, đương nhiên là không có khả năng nói cho y nhân. Lấy nàng tính cách có thể sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Lý Nặc lắc đầu, nói ra, không có gì. Hắn càng như vậy, tống y nhân lại càng tốt kỳ. Nàng chừng Lý Nặc một chút, nói ra, mau nói. Lý Nặc nói, thật không có cái gì. Nói hay không, nếu không nói ta không khách khí. Ta xem một chút, ngươi làm sao cái không khách khí. Tống Gia Nhân Lý An Ninh cùng Phượng Hoàng đi vào Ninh Tâm Viên, xa xa nhìn thấy bên hồ nơi nào đó, Lý Nặc bị Tống Y Nhân đặt tại trên một thân cây, từ góc độ của các nàng nhìn lại, tựa như là hắn bị y nhân đặt tại trên cây cưỡng hôn một dạng. Phượng Hoàng trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Lý An Ninh cùng Tống Gia Nhân liếc nhau, ngoài ý muốn sau khi lại có một loại thật vất vả giải quyết xong một cọc tâm sự cảm giác. Bất quá, đây cũng quá nhanh đi.